Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa chủ trì lễ trao quyết định tiếp nhận bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến công tác tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Theo đó, bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến công tác tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1 tháng 8, 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, bà Lê Thị Cẩm Tú tiếp tục nỗ lực rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo và đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.